Xin chào quý anh chị và các bạn. Em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị chiếc Hyundai i10 phiên bản hatchback, bản NT Base với giá 360 triệu. Thì chúng ta cùng khám phá chiếc xe này có những gì đặc biệt ha. Thì với mức giá 360 triệu chưa bao gồm chương trình giảm giá, ưu đãi và khuyến mãi rất là nhiều của dòng xe Hyundai i10 phiên bản NT Base. Đó, với thiết kế ngoại thất được thay đổi hoàn toàn mới. Quý anh chị thấy ha. Và chiếc xe giới thiệu chúng ta đây là màu bạc, một rất màu rất là hiếm của chiếc Hyundai i10 ha. Thì hiện tại bên em dòng xe này đang có sẵn giao ngay. Quý anh chị có quan tâm nhu cầu về chiếc xe này thì cứ liên hệ em theo số điện thoại là 0962 385 818. Em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Thì về hệ thống đèn thì chúng ta được trang bị hệ thống đèn halogen, giúp chúng ta mang lại ánh sáng vừa đủ khi mà chúng ta di chuyển trên đường ha. Và mặt ga lăng được thiết kế bằng nhựa màu xám. Thì đối với phiên bản base là chúng ta phải theo hướng là đơn giản hóa tất cả các trang bị, nhưng mà với ngoại thất cũng rất là mới. Ở trung tâm là chúng ta sẽ là logo Hyundai. Đó, thì động cơ của chúng ta sẽ là động cơ 1.2 lít kết hợp với hộp số sàn là 5 cấp nha quý anh chị ạ. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phần thân xe. Thân xe của chiếc xe này thì chúng ta sẽ có hệ thống mâm sắt 14 inch. Đó, và được thiết kế vèn ở phía trước rất là đẹp luôn. Tay nắm cửa sẽ được trang bị là một cái cửa màu đen. Gương thì chúng ta sẽ là gương chính điện nha quý anh chị ha. Gương chính điện. Rồi chúng ta sẽ coi phần sau của chiếc xe này. Rồi phía sau thì chúng ta vẫn được trang bị đèn hậu dạng halogen. Và mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này hỗn hợp sẽ rơi vào khoảng 6.8 lít ha, là trong đô thị, và hỗn hợp sẽ là 5.4 lít, là rất là tiết kiệm luôn. Hệ thống đèn báo phanh trên cao. Rồi. Và cốp xe của chiếc Hyundai i10 so với Morning thì chiếc Hyundai i10 này có không gian cốp rất là rộng so với các chiếc xe của phân khúc ha. Đó là một trong những xe rộng nhất trong phân khúc A sedan hatchback nha quý anh chị. Rồi, và ở dưới này thì chúng ta cùng tìm hiểu, thì chúng ta vẫn có bộ bấm nút dự phòng nằm ở dưới này luôn nha, giúp chúng ta khi chúng ta di chuyển rất là dễ dàng. Khi mà chúng ta gặp sự cố thì chúng ta có thể dễ dàng thay thế ha. Và đặc biệt với không gian, chúng ta cũng có tấm cốp ở phía sau này nha quý anh chị ha. Khi mà chúng ta đóng cửa lại thì chúng ta có thể một số vật dụng ở phía sau. Và đặc biệt hàng ghế thứ hai chúng ta, như chúng ta thấy ha, chúng ta có thể gập thẳng được xuống như này luôn, để chúng ta có thể để chở đồ, những đồ vật gì đó nó có kích thước dài ha. Đó thì chúng ta có thể hàng hai hàng ghế phía sau luôn, rất là tiện nghi, rất là tiện ích nha quý anh chị ha. Chiếc Hyundai i10 sedan này là một trong những chiếc xe rẻ nhất phân khúc, và nó rất là tiện ích nhất trong phân khúc nha quý anh chị. Thì chiếc Hyundai này thì nó rất là kén người dùng nha quý anh chị, nhưng mà là một chiếc xe rẻ. Rồi chúng ta sẽ khám phá nội thất của chiếc xe này nha. Thì chúng ta sẽ khám phá nội thất của chiếc xe này. Thì nội thất của chiếc xe này được trang bị nội thất màu đen, lật màu đen nỉ và kết hợp với da nỉ ở xung quanh, và là nỉ ở xung quanh, nỉ ở giữa và kết hợp da xung quanh, được theo bằng chỉ đỏ rất là sang trọng luôn. Bên tay phải chúng ta sẽ tắp cái cửa kết hợp bằng nhựa mềm, và sẽ có lên kiếng xuống kiếng và có khóa cửa phía sau. Vậy chúng ta sẽ khóa cửa trung tâm ở đây, và chúng ta đây là chúng ta điều chỉnh gương bằng điện. Rồi. Thì xe thì chúng ta sẽ có bật đèn, rồi có các cửa gió cũng làm rất là hay. Hệ thống điều hòa chỉnh cơ. Rồi, đắp lốp. Thì chiếc Hyundai i10 bản Base
thì chúng ta rất là nó tối đa phần tiện ích cho chiếc xe để quy về giá thành nha quý anh chị ha. Thì chúng ta có thể đòi hỏi cao về các trang bị, nhưng mà chúng ta vẫn có các điều chỉnh đấy ha, nhiệt độ đây, mình đắp lô. Rồi chúng ta sẽ qua hàng ghế thứ hai, và đặc biệt chúng ta thấy ha, là một chiếc xe phân ba duy nhất chúng ta sẽ có cửa giỏ hàng cho hàng ghế sau, và không gian ngồi thế sau cực kỳ rộng. Nó là đánh giá là trong một chiếc xe phân khúc A rộng nhất trong phân khúc, mà giá chỉ hơn 300 triệu một xíu thôi, và chúng ta cùng chiếc xe để chúng ta phục vụ gia đình rất là hay. Thì mức giá thành của chiếc xe này là 360 là chưa bao gồm chương trình giảm giá nhé. Nhằm nhà cũng chiếc xe này là rất là nhiều luôn. Thì với thêm chi tiết thì quý anh chị cứ liên hệ em theo số điện thoại 0962 385 818. Em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Thì em đang giới thiệu qua cho chúng ta về chiếc Hyundai i10 phiên bản hatchback màu bạc, và bản là bản MT Base, là một chiếc xe tối đa hóa về vấn đề tiện ích cho người dùng. Về giá thành nó cực kỳ rẻ, và chỉ hơn 300 triệu một xíu thôi là chúng ta có thể sở hữu chiếc xe Hyundai i10 bản Base, một thiết kế hoàn toàn mới và rộng rãi nhất phân khúc luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại của anh chị ở những video sau.